Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc quyết xua đuổi, Việt Nam chuẩn bị chiến đấu. Tại hội nghị giao ban vào tháng 5 năm 2020 của Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội vào hôm 1 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch vừa lên tiếng cảnh báo về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông và yêu cầu quân đội đề cao cảnh giác để sẵn sàng chiến đấu. So với cách đây nửa năm, cách hành xử của người đứng đầu Quân đội Nhân dân Việt Nam dường như đã có thái độ thay đổi rõ rệt. Tờ báo điện tử của Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa tin, trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nắm tình hình mọi mặt, tham mưu đề xuất các giải pháp đảm bảo trong bất luận hoàn cảnh nào quân đội cũng không để bị bất động và bất ngờ, sẵn sàng về phương án, lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật đảm bảo đấu tranh thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, vùng biển đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là hình ảnh Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị giao ban tháng 5 năm 2020 của Bộ Quốc phòng tổ chức ở Hà Nội vào hôm 1 tháng 6. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam không chỉ rõ những diễn biến phức tạp trên Biển Đông là gì, nhưng trong hơn 2 tháng qua, Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động khiến Việt Nam lo ngại và làm sự xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh gia tăng đáng kể. Các hoạt động này bao gồm đâm chìm tàu cá của Việt Nam, công bố tên tiêu chuẩn cho hàng chục đảo đá thực thể địa lý trên Biển Đông sau khi tuyên bố thành lập quận Tây Sa và quận đảo Nam Sa, và gần đây nhất là trồng và thu hoạch rau ở Hoàng Sa. Việt Nam đã lên tiếng cũng như trao đổi công hàm phản đối các hành động mà Hà Nội cho là vi phạm chủ quyền Việt Nam và luật pháp quốc tế của phía Trung Quốc. Và cũng tại hội nghị vào hôm 1 tháng 6, Bộ trưởng Lịch có nói như sau: Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các đơn vị đề cao cảnh giác, cách mạng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là hình ảnh tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo của Việt Nam đã được công khai ra mắt công chúng. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện điều chỉnh bổ sung một số kế hoạch, mệnh lệnh, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Vị đại tướng đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam còn yêu cầu quân đội Việt Nam phải đảm bảo bất luận hoàn cảnh nào không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng về phương án để đảm bảo đấu tranh thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ. Lời cảnh báo của Bộ trưởng Lịch đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang bị Mỹ và cộng đồng quốc tế cáo buộc đang thực hiện nhiều hoạt động để tăng cường sự hiện diện của họ trên vùng biển có nhiều tranh chấp, trong lúc Việt Nam và các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền đang phải bận rộn đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trước đó, trả lời câu hỏi của cử tri về vấn đề Biển Đông, Bộ Quốc phòng Việt Nam vào hôm 18 tháng 5 tuyên bố với những đầu tư nâng cao tiềm lực quốc phòng trong những năm qua, các lực lượng của Việt Nam sẵn sàng đấu tranh với các nhóm tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển. Đây là hình ảnh vị trí của bãi tư chính Nam Côn Sơn so với các đảo trên Biển Đông nơi Trung Quốc xâm phạm vào năm ngoái. Nhắc lại 4 lần Trung Quốc đưa tàu khảo sát và các tàu bảo vệ xâm phạm vùng biển Việt Nam từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019. Bộ này nói hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Báo Dân Trí đã dẫn lời bộ này khẳng định chủ trương của Việt Nam là cương quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quốc gia và đặc quyền kinh tế 200 hải lý, giữ vùng 21 đảo, 33 điểm đóng quân ở quần đảo Trường Sa, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao và pháp lý và chuẩn bị phương án quân sự cương quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trước thực tế Trung Quốc không từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông, tăng cường củng cố sự hiện diện và khả năng kiểm soát trên thực địa, Bộ Quốc phòng cho biết thường xuyên chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình trên các vùng biển, tổ chức lực lượng kịp thời xử lý các tình huống để không bị động, bất ngờ và kịp thời báo cáo đề xuất với Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng. Vẫn theo bộ này, Việt Nam trong những năm qua đã gia tăng mua sắm các loại vũ khí hiện đại, vũ khí công nghệ cao để nâng cao khả năng nắm bắt tình hình và quản lý các vùng biển, đồng thời thường xuyên tổ chức tuần tra, diễn tập để không bị động và xử lý tốt các tình huống diễn ra trên biển. Và có thể nói, những động thái của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như giới cầm quyền của Đảng Cộng sản trong thời gian gần đây khác hẳn với những gì đường hướng theo đuổi trước đó của họ. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch phát biểu tại diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 10 năm 2019. Tại buổi lễ khai mạc diễn đàn Hương Sơn thứ 9 tại Bắc Kinh vào hôm 21 tháng 10 năm 2019, trước sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch,
người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã tuyên bố như sau. Các đảo ở Biển Đông và đảo Điếu Ngư là những phần lãnh thổ không thể thay đổi của Trung Quốc. Chúng tôi thậm chí sẽ không cho phép lấy đi một tấc đất lãnh thổ mà tổ tiên chúng tôi đã để lại. Và nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, quyền chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam vừa mới bị an ninh Việt Nam bắt tại nhà riêng vào hôm 23 tháng 5 vừa qua, đã tường thuật lại sự kiện ông Ngô Xuân Lịch á khẩu tại diễn đàn Hương Sơn như sau. Trong phát biểu của mình tại diễn đàn này, ông Ngô Xuân Lịch không hề nói được một câu khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và các đảo ở Biển Đông, càng không nói được lời nhắc đến hành động và hành vi vi phạm chủ quyền Việt Nam tại bãi Tư Chính đang diễn ra từ đầu tháng 7 đến nay, tại thời điểm bài viết là tháng 10 năm 2019 của phía Trung Quốc. Ông ta chỉ dám nói những ý chung và đã nhàm chán như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình hoặc là tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế. Và gan góc lắm thì ông ta cũng chỉ dám nói như sau, tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp mà không dám nói ra kẻ nào đang làm cho tình hình này phức tạp trên Biển Đông. Ông Thụy nói tiếp, lẽ ra trước phát biểu ngang ngược của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Ngô Xuân Lịch phải lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam, tố cáo hành động xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam. Đồng thời, nhà báo này cũng khẳng định, để cho giặc tự do vào vùng đặc quyền kinh tế của mình khảo sát tài nguyên mà chỉ biết theo dõi thì đâu phải là mềm dẻo khôn khéo. Là nước chủ nhà, Trung Quốc nói vỗ mặt vào đoàn đại biểu Việt Nam như thế mà phía Việt Nam không dám mở miệng. Đâu phải là mềm dẻo khôn khéo. Nó chỉ nói lên sự nhục nhã, đớn hèn. Không ai yêu cầu Việt Nam phải khiêu khích hay tấn công Trung Quốc, nhưng yêu cầu tự vệ, đáp trả, không lập nhục quốc thể là những yêu cầu chính đáng. Qua sự việc ở diễn đàn Hương Sơn, những người quan tâm đến vận mệnh đất nước không thể không nghi ngờ về quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của giới cầm quyền Việt Nam. Trước đó, các diễn biến ở diễn đàn Shangri-La vào ngày 31 tháng 5 năm 2019, thì tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã nhận xét như sau. Suốt cả bài diễn văn, ông Ngô Xuân Lịch không có một lời phê phán Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, bồi đắp đảo nhân tạo, quân sự hóa Biển Đông và xua đuổi đâm chìm tàu cá ngư dân Việt Nam, cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trong vùng biển của Việt Nam. Trái lại, chỉ thấy Trung Quốc và Việt Nam đang thống nhất duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông Nam Á. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ông Ngô Xuân Lịch phát biểu tại phiên toàn thể thứ 3 đối thoại Shangri-La thứ 17 tổ chức ở Singapore vào năm 2019. Không những không lên án Trung Quốc xâm phạm vào biển đảo, ông Ngô Xuân Lịch còn đề cao thiện chí của Trung Quốc. Ông Ngô Xuân Lịch phát biểu như sau, Biển Đông là một trong những khu vực chứa đựng đầy đủ các lĩnh vực cạnh tranh cả về kinh tế, quân sự, ngoại giao, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Nếu chúng ta cùng tuân thủ luật pháp quốc tế, có trách nhiệm và thiện chí thì Biển Đông sẽ trở thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển. Ông nói tiếp như sau, cách đây vài ngày tại Hà Nội, tôi và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã thống nhất rằng Việt Nam và Trung Quốc có sự khác biệt đối với vấn đề Biển Đông, nhưng duy trì hòa bình, hợp tác là lợi ích chung của hai nước và khu vực. Đó là nền tảng để biến Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác, phát triển. Trên cơ sở đó mà thu hẹp bất đồng, từng bước giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, không để xảy ra xung đột. Và chưa dừng lại ở đó, ngài Bộ trưởng Lịch còn đặt lòng tin vào Trung Quốc với sứ mệnh cộng đồng chung, vận mệnh chung. Ông phát biểu, tôi tin Trung Quốc luôn ý thức về vai trò nước lớn của mình ở khu vực. Họ đang khởi xướng ý tưởng xây dựng cộng đồng chung và vận mệnh chung, sẽ ủng hộ cùng Việt Nam và các nước biến điều đó thành hiện thực. Tiếp theo, ông Lịch đặt Việt Nam vào cùng chung chí hướng với Trung Quốc và nói rằng, làm được như vậy, Trung Quốc và Việt Nam sẽ đóng góp một mô hình tốt cho việc giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình với tinh thần đối tác vì trách nhiệm cộng đồng. Tiến sĩ Chu nói tiếp, như thế là đã loại thế giới ra khỏi lo lắng về Trung Quốc bành trướng xâm chiếm biển Đông Nam Á. Bởi Việt Nam là nước bị Trung Quốc lấn chiếm biển đảo nhiều nhất mà không kêu thì các nước lấy cớ gì mà lên án Trung Quốc. Vào thời điểm xảy ra vụ bãi Tư Chính, nếu Thiếu tướng Lê Mã Lương đã phải thốt lên trước tình cảnh của quân đội nhân dân Việt Nam rằng thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là hình ảnh Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Việt Khoa đọc diễn văn tại buổi lễ khai giảng năm học 2019-2020 của Học viện Quốc phòng vào ngày 16 tháng 9 năm 2019. Người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người cán bộ lão thành trên 50 năm tuổi đảng đã đau xót khi Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại phiên thảo luận vào ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Quốc hội về bối cảnh phức tạp của tình hình an ninh thế giới, đặc biệt trên Biển Đông, đã không một lần nhắc đến từ Trung Quốc. Những từ mà hai vị tướng này thường dùng
là nước ngoài và họ. Như vậy, ngay trong chính cuộc họp quốc hội tại đất nước mình, mà một người là người thống lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam và người kia là người chịu trách nhiệm đào tạo, giảng dạy các thế hệ của quân đội mà còn như vậy, thì quân đội mình còn tinh thần ý chí chiến đấu mà đánh trác nếu bị tàu tấn công hay không? Như lời cám cảnh của tướng Lương đã chịu miêu tả. Và một điều thú vị khác là trang fanpage Tôi yêu lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong thời điểm hối hả chuẩn bị cho đại hội 13 những ngày này đã đăng bài viết ca ngợi với nội dung như sau. Có thể bạn chưa biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, theo độ tuổi công tác thì tướng Lịch sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng cuối cùng từng tham gia thời chống Mỹ, đồng thời cũng là quân nhân cuối cùng tham gia thời chống Mỹ còn tại ngũ. Sau tướng Lịch, có thể chúng ta sẽ thấy một vị bộ trưởng đã từng chiến đấu ở chiến trường Ca hoặc biên giới phía Bắc. Nhưng ngược lại thì tướng Lê Mã Lương vào năm ngoái cho biết rằng tướng Ngô Xuân Lịch đã đi vào lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam khi lần đầu tiên một vị bộ trưởng Bộ Quốc phòng không biết đọc bản đồ thực địa. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020 với bản tin Trung Quốc quyết xua đuổi, Việt Nam chuẩn bị chiến đấu. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.